Châu Vũ Đồng là một trong những sao nữ Cbiz được khán giả đánh giá cao về khả năng chọn kịch bản cũng như diễn xuất. Nữ diễn viên sinh năm 1994 được biết đến thông qua loạt tác phẩm nổi tiếng như Đại Tống Thiếu Niên Trí, Kết Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu, Tình Yêu Mà Thôi, Sắc Xuân Gửi Người Tình. Nhan sắc xinh đẹp cùng khả năng diễn xuất chắc tay giúp Châu Vũ Đồng có những màn hợp tác ăn ý, bùng nổ chemistry với cả bạn diễn nam lẫn nữ. Trong video này hãy cùng Cbiz Phim tìm hiểu thêm về con đường sự nghiệp của cô nàng này nhé! Đôi nét về Châu Vũ Đồng. Nữ diễn viên Châu Vũ Đồng sinh năm 1994 tại tỉnh An Huy, bố mẹ của cô ly hôn từ khi cô mới 4 tuổi, nên Châu Vũ Đồng được mẹ nuôi lớn cùng với chị gái trong hoàn cảnh tương đối khó khăn. Dẫu vậy, từ tấm bé cô đã bộc lộ thiên phú của mình đối với các bộ môn nghệ thuật như khiêu vũ, âm nhạc. Để bù đắp những thiếu thốn về mặt tình cảm cho con gái, dù không còn sống chung nhưng bố mẹ của Châu Vũ Đồng vẫn cố gắng tạo mọi điều kiện cho cô theo đuổi sở thích. Lớn lên, Châu Vũ Đồng thi vào khoa biểu diễn trường Học viện Nghệ thuật Thị giác Thượng Hải và đi theo khuynh hướng diễn xuất để rèn luyện bản thân. Vì tuổi thơ cơ cực, nữ diễn viên được biết đến là người trầm tĩnh và có tính cách hòa nhã. Bởi vì Châu Vũ Đồng nhiều lần nhập vai tiểu thư quý tộc sang chảnh quá đạt, nên nhiều khán giả đã khá bất ngờ khi biết rằng cô đến từ một gia đình khó khăn. Từ ước mơ diễn xuất khi còn bé, Châu Vũ Đồng quyết tâm theo đuổi con đường diễn xuất và thi vào khoa biểu diễn của Học viện Nghệ thuật Thị giác Thượng Hải. Năm 2013, Châu Vũ Đồng có cơ hội góp mặt trong bộ phim giả tưởng dành cho trẻ em có tên Ba Lạp Lạp Tiểu Ma Tiên. Tuy không được đầu tư nhiều nhưng cô vẫn rất vui vì mình có cơ hội tiến vào giới giải trí. Bộ phim được quay trước khi Châu Vũ Đồng tốt nghiệp và cũng là tác phẩm đầu tiên cô tham gia trong đời. Dự án đầu tay đã mang đến cho nữ diễn viên một góc nhìn khác, đồng thời cũng đánh dấu bước ngoặt khi cô gia nhập vào làng giải trí xứ Trung. Sau bộ phim đầu tiên, Châu Vũ Đồng tiếp tục việc học thêm 2 năm nữa. Trong thời gian này cô luôn tập trung rèn luyện kỹ năng diễn xuất của mình. Vì vậy, kỹ năng diễn xuất của cô tiến bộ rất nhiều sau khi tốt nghiệp. Sau đó, cô tiếp tục xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh nhỏ nhưng chưa tạo được tiếng vang lớn. Tuy vậy, nhờ những nỗ lực không ngừng, Châu Vũ Đồng vẫn là một trong những diễn viên có thực lực ổn định nhất trong số các nữ diễn viên cùng lứa. Chạm đến giấc mơ diễn xuất. Năm 2015, cô lại có cơ hội tham gia một vài vai diễn nhỏ. Đây là cơ hội tốt để những sinh viên mới ra trường như Châu Vũ Đồng được rèn luyện bản thân. May mắn thay, cô được hợp tác với những tiền bối rất nổi tiếng vào thời điểm đó. Tháng 2 cùng năm, Châu Vũ Đồng lần đầu được đảm nhận một vai diễn nặng ký trong bộ phim truyền hình Tình Yêu Vượt Qua Ngàn Năm. Đóng cùng với nhiều tiền bối trong nghề, việc đóng cặp cùng các diễn viên gạo cội chính là một thách thức khá lớn đối với một người mới như Châu Vũ Đồng. Tuy nhiên, nữ diễn viên không hề lo lắng mà tận lực thích nghi và tự cổ vũ bản thân bằng nội tâm kiên định để có thể thực sự hòa nhập với vai diễn. Trong tác phẩm này, cô đóng vai một nữ cảnh vệ lạnh lùng và có rất nhiều phân cảnh liên quan đến võ thuật. Để hòa nhập tốt hơn với vai diễn, Châu Vũ Đồng đã chọn luyện võ một tháng trước khi quay bộ phim truyền hình này. Năm 2016, Châu Vũ Đồng góp mặt trong bộ phim đam mỹ nổi tiếng đình đám khắp châu Á vào thời điểm ấy là Thượng Ẩn, do Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đóng chính. Trong phim, nữ diễn viên vào vai Thạch Tuệ, bạn gái của Bạch Lạc Nhân, do Hứa Ngụy Châu thủ vai, trước khi anh đổ đứ đừ vì anh bạn học Cố Hải, do Hoàng Cảnh Du thủ vai. Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, dù không có nhiều đất diễn trong các bộ phim, nhưng sự cố gắng của Châu Vũ Đồng cũng được đền đáp ít nhiều khi các vai diễn của cô đều để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả. Năm 2017, Châu Vũ Đồng nhận được vai chính trong bộ phim Hành Trình Tìm Kiếm Kiếp Trước. Đây là bước tiến lớn đối với sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên. Sau đó, Châu Vũ Đồng và nam thần Tống Uy Long cùng đóng chính trong tác phẩm Khoảng Cách Năm Ánh Sáng Giữa Anh Và Em. Mặc dù chênh lệch về tuổi tác nhưng hai người lại vô cùng ăn ý và xứng đôi. Khoảng Cách Năm Ánh Sáng Giữa Anh Và Em là bộ phim nói về cô gái tên Tuyết Cơ, do Châu Vũ Đồng thủ vai, một người đặc biệt đã sống được hàng vạn năm và mang trong mình năng lực trường sinh bất lão. Cô lúc nào cũng nhớ đến mối tình đầu Lai Ân Sơn từ hàng ngàn năm trước, tuy nhiên một ngày cô bất ngờ gặp được Cố Thế Nhất, do Tống Uy Long thủ vai, và một lần nữa lại rung động. Sự nhiệt tình và trân trọng cô của Cố Thế Nhất đã làm cô khát khao và mơ ước vào một tương lai tươi đẹp phía trước. Cũng trong năm 2017, Châu Vũ Đồng còn có một bộ phim khác được phát sóng là Hàn Võ Ký. Bộ phim xoay quanh cô gái lương thiện Đường Ấn, do Châu Vũ Đồng thủ vai, vô tình bị lạc vào ảo ảnh và trải qua cuộc hành trình trên hòn đảo hoang không có thật tên Nam Chiêm Bộ. Ở đây, cô gặp một cậu sát thủ trẻ tên Kiềm Tử, do Hồng Minh Hạo thủ vai, cậu luôn đeo mặt nạ vô cùng bí ẩn, nắm giữ những bí mật khủng khiếp và điều đó khiến cô vô tình bị cuốn vào cuộc chiến đầy rẫy tiền tài và sự chết chóc. Trải qua những nguy hiểm cùng nhau, cô và chàng sát thủ đã nảy sinh tình cảm và có một mối tình lãng mạn nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Những bộ phim làm nên tên tuổi của Châu Vũ Đồng. Năm 2019,
Châu Vũ Đồng được khán giả biết đến nhiều hơn khi tham gia vào bộ phim Đại Tống Thiếu Niên Chí. Trong phim, Châu Vũ Đồng vào vai quận chúa Triệu Giản, một cô gái xinh đẹp và thông minh. Cô là hình mẫu của người phụ nữ mạnh mẽ, khao khát tự do và tự quyết định cuộc sống của mình. Đại Tống Thiếu Niên Chí là bộ phim xoay quanh nhóm 6 thiếu niên được rèn luyện trong tổ chức mật thám của Đại Tống để phục vụ cho cuộc chiến tranh giữa Bắc Tống và quân xâm lăng. 6 người với 6 tính cách khác nhau nhưng lại kết hợp ăn ý để giải quyết những vụ án khó khăn, nan giải. Cùng trải qua hoạn nạn, vào sinh ra tử cùng nhau nên họ dần hiểu nhau hơn và bắt tay cùng nhau bảo vệ Giang Sơn Đại Tống. Năm 2020, Châu Vũ Đồng và Cung Tuấn đã tạo nên một cơn sốt không nhỏ trên màn ảnh Hoa ngữ với bộ phim Kết hôn rồi bắt đầu yêu. Bộ phim xoay quanh nữ tổng tài Lộc Phương Ninh do Châu Vũ Đồng thủ vai, một cô gái tài giỏi, có tính cách tự tin, mạnh mẽ nhưng bị gia đình bắt kết hôn. Vì để yên lòng gia đình, cô đã ký một bản hợp đồng hôn nhân với Lăng Duệ do Cung Tuấn thủ vai, là một anh chàng bác sĩ dịu dàng và ấm áp. Sau chuỗi ngày sống chung, cô đã nảy sinh tình cảm với người chồng hợp đồng và hai người đã có một đêm tân hôn đúng nghĩa. Thế nhưng niềm vui chỉ dừng lại ở đó, vì một số lý do mà Lộc Phương Ninh đã chấm dứt hợp đồng và ra nước ngoài định cư. Sau 6 năm, cô trở về với cậu con trai nhỏ tên UU và nhận được sự theo đuổi mãnh liệt của người chồng cũ Lăng Duệ. Sự kiên trì và bền bỉ của Lăng Duệ đã khiến cô mới hiểu được ý nghĩa thực sự của tình yêu và hôn nhân. Cả hai quyết tâm dũng cảm đối mặt với những khó khăn trong cuộc hôn nhân của mình và đón nhận nhau vì những điều tốt đẹp hơn. Trong năm 2021, Châu Vũ Đồng có 3 bộ phim được lên sóng lần lượt là Pháp Y Tần Minh Chứng Từ Vô Thanh, Thế Giới Tuyệt Vời Nhất và bộ phim Khi Tình Yêu Gặp Gỡ Nhà Khoa Học. Nếu Pháp Y Tần Minh Chứng Từ Vô Thanh và Thế Giới Tuyệt Vời Nhất tiếp tục giúp Châu Vũ Đồng chứng minh khả năng diễn xuất ổn định của mình, thì bộ phim Khi Tình Yêu Gặp Gỡ Nhà Khoa Học chuyển thể từ bộ tiểu thuyết ngôn tình đình đám Mãi Mãi Là Bao Xa lại khiến cô gặp phải nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng Châu Vũ Đồng không hợp hình tượng một mỹ nhân mong manh như Bạch Lang Lang, đồng thời bản chuyển thể này không có gì đặc biệt. Năm 2022, Châu Vũ Đồng gây ấn tượng mạnh với khán giả khi đảm nhận vai nữ chính trong phim Nơi Xứ Người Tôi Rất Ổn. Bộ phim là những câu chuyện đời thực đầy cảm động của những người trẻ đang vật lộn với cuộc sống hối hả ở Bắc Kinh hoa lệ. Mặc dù sống ở nơi đô thị bon chen đông đúc, với vô vàn áp lực đè nặng trên vai nhưng họ vẫn giữ vững ước mơ của mình. Trong phim, Châu Vũ Đồng vào vai Kiều Tịch Thần, một cô gái thông minh và xinh đẹp, cô sinh ra trong một tiểu trấn ở vùng quê. Để thay đổi số phận, Kiều Tịch Thần rời quê lên Bắc Kinh học tập và làm việc. Với năng lực và sự chăm chỉ, cuộc sống của cô tại đây cũng coi như khá ổn. Nhưng sau khi bạn thân bất ngờ qua đời, những chuyện khó khăn liên tục ập đến với cô. Kiều Tịch Thần buộc phải sốc lại bản thân để đối mặt với những gian nan, đồng thời tìm đến một cuộc sống mới. Châu Đông Vũ đã gây ấn tượng mạnh với khán giả với nhiều phân cảnh diễn xuất xuất thần trong phim, từ đó, một lần nữa khẳng định thêm năng lực diễn xuất của bản thân. Sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Năm 2023, Châu Vũ Đồng xuất hiện trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ với 2 bộ phim là Tình Yêu Thôi Mà và Đại Tống Thiếu Niên Chí phần 2. Sau 4 năm kể từ khi ra mắt khán giả vào 2019, Đại Tống Thiếu Niên Chí đã chính thức ra mắt phần 2 vào năm 2023. Với dàn diễn viên chính gần như được giữ nguyên gồm Trương Tân Thành, Châu Vũ Đồng, Vương Hữu Thạc, Tô Hiểu Đồng, Trịnh Vĩ. Phần 2 tiếp tục hành trình của những anh hùng trẻ trong cuộc chiến bảo vệ Giang Sơn và xã Tắc Bắc Tống. Lần này, điểm đến của Triệu Giản và nhóm mật thám chính là Tây Hạ. Thuộc thể loại phim tình cảm đô thị, bộ phim Tình Yêu Thôi Mà của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng được rất nhiều khán giả yêu thích. Vì nội dung nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng cũng đầy thực tế, cùng với đó là những năng lượng tích cực mà bộ phim đem lại cho người xem. Lương Hữu An, do Châu Vũ Đồng thủ vai, là một nhân viên ưu tú, có biệt danh bất khả chiến bại ở nơi làm việc nhưng lại đang cảm thấy bế tắc trong sự nghiệp. Trong một lần tham gia hoạt động thể thao của công ty, cô tình cờ gặp một chàng trai trẻ nhỏ hơn mình 10 tuổi Tống Tam Xuyên, do Ngô Lỗi thủ vai. Vốn là một vận động viên cầu lông tài năng, nhưng vì chướng ngại tâm lý mà Tống Tam Xuyên đành từ bỏ sự nghiệp cầu lông của mình. Sau đó, dưới sự thuyết phục và động viên của Lương Hữu An, Tống Tam Xuyên đã quay lại với sự nghiệp thể thao, nhưng lần trở lại này Tam Xuyên không chơi cầu lông nữa mà lại chuyển sang chơi tennis. Tại thời điểm bế tắc trong sự nghiệp, Lương Hữu An và Tống Tam Xuyên đã quyết định làm lại từ đầu, cùng nhau thành lập một câu lạc bộ quần vợt. Thời gian đầu, cả hai thường nảy sinh mâu thuẫn do khác biệt về tư tưởng và tính cách. Thế nhưng, cùng nhau trải qua nhiều khó khăn, thử thách, họ dần học được cách tin tưởng đối phương và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Đến năm 2024, Châu Vũ Đồng tiếp tục tham gia vào một bộ phim vô cùng chữa lành khác nữa là Sắc Xuân Gửi Người Tình, đóng cùng với Lý Hiện. Bộ phim dài 21 tập này đã nhận về nhiều lời khen nhờ diễn biến nhẹ nhàng, gửi gắm nhiều thông điệp nhân văn về cuộc đời và con người. Châu Vũ Đồng cũng đã có màn thể hiện ấn tượng trong Sắc Xuân Gửi Người Tình.
nữ diễn viên vào vai nữ chính Trang Khiết, người người phụ nữ ưu tú, độc lập gây dựng sự nghiệp tại Thượng Hải, bất chấp khiếm khuyết về cơ thể. Trang Khiết cũng có câu chuyện tình cảm động với người bạn cũ Trần Mạch Đông do Lý Hiện thủ vai. Trong một lần trở về quê, hai người tình cờ gặp lại nhau, sau đó Trang Khiết chủ động thể hiện thái độ cảm mến anh. Mạch tình cảm nảy nở, phát triển giữa hai con người mang theo những tổn thương riêng biệt trong quá khứ cuốn hút khán giả. Cộng đồng mạng đã dành nhiều lời khen ngợi cho phản ứng hóa học bùng nổ của Châu Vũ Đồng với Lý Hiện. Những khoảnh khắc tương tác ăn ý, tình bể bình của cặp đôi bạn học cũ đã được chia sẻ rầm rộ. Châu Vũ Đồng cũng được đánh giá là có khả năng nắm bắt, diễn giải nhân vật tốt. Cô thể hiện tinh tế sự chuyển biến ở cả khía cạnh cá tính sôi nổi lẫn những rằng xé, tổn thương của một người phụ nữ hiện đại trong tình yêu. Thuộc hệ diễn viên thực lực, Châu Vũ Đồng đang dần khẳng định mình và chinh phục trái tim của khán giả qua từng vai diễn. Nếu yêu thích nàng thơ phim truyền hình Hoa ngữ này, bạn cùng với Cbiz Phim chờ đón những bộ phim sắp ra mắt của Châu Vũ Đồng nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp nhé.